chào tất cả mấy cô chú anh chị đang xem kênh của mình. Thì tiếp tục với câu hỏi là trung tâm Sài Gòn ùn tắc và ngập úng nghiêm trọng, thì nếu phải ra vùng ven để sinh sống thì quý cô chú anh chị sẽ chọn nơi nào làm nơi an cư lý tưởng? Thì Quỳnh sẽ tiếp tục chia sẻ cho quý cô chú anh chị hai sản phẩm nằm trong khu vực Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những khu vực có nhu cầu về nhà và đất cao nhất đối với những khu vực vùng ven thành phố. Thì hiện tại Quỳnh đang có mặt tại khu dân cư An Phú Tây. Đây là một trong những khu dân cư khá là lâu đời rồi, cho nên là xét về mặt hạ tầng thì cũng đã hoàn thiện và cũng đã có sổ rồi. Thì Quỳnh cũng xin chia sẻ thêm á, với tài chính là 4 tỷ thì quý cô chú anh chị có thể sở hữu ngay một miếng đất ở vị trí này. Với diện tích là 100m², đã có hạ tầng hoàn thiện, điện nước và đường rải nhựa rồi. Với những ai không đủ tài chính á, thì khi đi vào bên trong khoảng vài trăm mét thì Quỳnh có những lô đất á, giá sẽ rơi vào khoảng tầm 3,5 tỷ. Nhưng mà ở trong đây thì có một cái thiệt thòi, đó là về mặt hạ tầng thì vẫn chưa hoàn thiện, đường vẫn chưa được rải nhựa và không có vỉa hè luôn. Thì cũng may là Quỳnh vừa mới nhận được một thông tin về khu dân cư mới, và Quỳnh thấy là cái nó rất là phù hợp với những ai có tài chính từ 3,2 tỷ mà muốn tìm một nơi an cư mà hạ tầng thì hoàn thiện nè, pháp lý thì lại an toàn nè, mà giá thì lại bằng với mức giá ở đây nữa, nhưng hạ tầng thì lại hoàn thiện như những khu vực ở đây. Thì bây giờ thì xin mời quý cô chú anh chị theo chân Quỳnh. Hiện tại thì Quỳnh đang có mặt ở địa phận của huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, và sản phẩm mà mình muốn giới thiệu đến cho mọi người á là khu dân cư Neo City nằm ngay trên đường Hoàng Phan Thái của huyện Bình Chánh. Thì từ đây là chỉ còn có 5 phút là mọi người có thể di chuyển ra chợ Bình Chánh rồi. Ngoài ra còn có những tiện ích xung quanh như là ngân hàng, siêu thị Bách Hóa nè, trung tâm thể dục thể thao nè, và cả trường học các cấp nữa. Về mặt hạ tầng thì mọi người cũng có thể thấy là cũng đã hoàn thiện rồi, đường xá nội khu được trải nhựa nè, và khá là rộng rãi nha mọi người. Thì ở đây Quỳnh ước tính đó là có thể chạy vừa đến 3 chiếc xe ô tô lận. Điện thì là điện âm, nước máy là sẽ đi đến từng đất của mình luôn. Ngoài ra còn có hệ thống đèn đường năng lượng mặt trời, khi mà trời vừa tối á, là đèn sẽ tự động sáng lên. Thì quý cô chú anh chị có thể hoạt động về đêm nè, hoặc là khi mình á, đi làm về trễ á, cũng rất là an toàn và an tâm nha mọi người. Đặc biệt đây là cơ hội hiếm hoi để mọi người có thể sở hữu ngay một lô đất ở khu vực Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng giá chỉ bằng với một số khu vực ở Long An thôi. Quý cô chú anh chị không nghe nhầm đâu, đất ở đây á, là Quỳnh bán là chỉ từ 32 đến 35 triệu trên 1 mét vuông thôi. Với 3,2 tỷ là mình có thể sở hữu ngay đất thuộc thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà hạ tầng hoàn thiện nè, đã có sổ hồng riêng nữa nè. Đúng vậy, đất ở đây Quỳnh bán là đã có sổ hồng riêng hoàn toàn nha quý cô chú anh chị. Còn chần chờ gì nữa mà không alo ngay cho Quỳnh để chúng ta có thể hưởng được những chiết khấu ưu đãi tốt nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý cô chú anh chị có một ngày tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.